chiếc make up quốc dân cho cô dâu mặc áo dài đỏ. Kết hôn là gì? Kết hôn là anh và em cùng tách khỏi gia đình vốn có để cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình, là để chúng ta có thêm một người yêu thương, quan tâm, ở bên sẻ chia, chăm sóc cho nhau, là cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cùng nhau sống tốt. Chứ không phải anh bắt em tách ra khỏi gia đình em rồi bảo em rằng anh không thể rời bỏ gia đình của mình, là em phải bỏ đi thói quen, sở thích của mình để làm vừa ý gia đình anh, là để em phải gồng gánh tất cả mọi việc, từ việc nhà, con cái, kinh tế, chăm lo nhà chồng, là em mệt không được kêu, ốm không được ai chăm sóc, không được ai giúp đỡ, cũng chẳng được quan tâm, là em luôn phải nhẫn nhịn, làm vừa lòng mọi người, đến sống cho mình cũng không thể. Nếu kết hôn để lấy đau khổ như vậy, em thả sống cô đơn.